đứa con phụ mẹ cho cá ăn nha. Dạ. Sáng giờ cá đói dữ lắm rồi đó con. Hôm qua con đọc bình luận của nhiều bạn kêu mình làm vua 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 vua. Em biết rồi, hai anh nội nói đầu bếp là em biết làm vua đầu bếp rồi chứ gì, anh khỏi nói đi. Sao nay anh nói cà lam nghĩa mạnh? Tại anh họ tới nổi mạnh nó cà lam là em hiểu rồi đó. Hôm nay mình cũng làm vua nhưng mà không phải vua đầu bếp mà mình sẽ làm vua bông bông bông. Bông gọn gì khỏi nói đi. Không phải, hôm nay mình sẽ làm vua vua bông 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 bông. Trời ơi. Tại anh gặn chữ bóng tít tít nghe được á. Mà làm vua bông bóng có liên quan gì tới nấu ăn mà tụi con đổi nó đầu bếp? Con không biết rồi, vua bông bóng với vua đầu bếp nó cũng giống nhau chữ vua mà, nên con với mặn đổi đó là đúng rồi. Mình mua bông bóng mình thổi lên là xong rồi, có gì đâu mà quay. Cô thấy ý tưởng này hay nè, ha, bây giờ team mình tự tạo ra bông bóng nên khỏi cần đi mua. Bông bóng mà tạo ra hả cô? Được chứ con, đó mới gọi là vua bông bóng. Khoan khoan, nếu mà mình chơi trò chơi gì mà mình không có phần thưởng vậy sao hay được cô? Phần thưởng nếu mà ai tạo ra bông bóng to nhất cô sẽ thưởng cho 200k. Yeah. Yeah. Rồi bây giờ tụi con chia đổi nhau đi. Ê, con với mình, con với mình, con với mình. Thôi Trang. Thôi kệ em chấp mọi người luôn, em làm một mình tại vì em biết làm bông bóng mà. Chơi biết làm kìa mạnh, anh biết làm không? Anh đội nó là biết, chẳng lẽ anh không biết làm hả? Em cứ tin tưởng ở anh. Em nghe anh nghi mà thú thú á mạnh. Rồi thôi bây giờ tụi con chia ra từ nguyên liệu để làm bông bóng nha. Dạ. Hồi nhỏ mình chơi bông bóng bằng lá bông bụp với xà bông, thôi bây giờ mình đi hái bông bụp. Ơi anh nghĩ ra chưa rồi, ai cho em cướp bi kíp của anh? Thôi kệ cho em đi. Không của anh. Thôi kệ, làm giống nhau, quan trọng là bông bóng to không mẹ mới chấm đó. Ừ Vinh nó cũng đúng. À anh biết chỗ này có nhiều bông bụp nè, thôi mấy em đi rồi anh đi. Đi. Làm bông bóng chứ hết chúng ta phải có bông bóng mới làm được. Chị em cũng nói được nữa hả? Ý nhầm. Hay là hai đứa kia làm bông bột hay là mình làm bông bột cũng đi. Cái gì? Làm giống nhau đâu có gì đâu mà vui. Bây giờ chúng ta phải đi con đường khác, cái gì mà phải có nhất nhớt mới làm được. Nhớt hả? Ừ. Em nhớ mang mùng tơi nhiều nhớt lắm anh Mạnh. Hả? Ý tưởng em cũng hay đó. Anh biết chỗ này có mùng tơi nè. Đi theo anh. Đi. Đi. Rồi ở đây quá trời hộp nè, mấy em ha hồn mà hái luôn. Wow. Hái mấy cái lá nọ ngọn này nó biết có nhớt. Bông bông bột đẹp quá đi. Trời ơi. Em giống thiếu nữ chứ gì Vinh. Ở đây bông bụp cá đóng tha hồ mà làm luôn các bạn ơi. Rồi chắc đội mình thắng quá Vinh ơi. Bông bụp á là chùm của các loại bông bóng luôn á. Làm như em không có xài lá bông bụp vậy. Hãy xíu về coi làm coi ai bông bóng to hơn là thắng chứ gì. Ok. Hoa bông bụp đẹp lắm các bạn ơi, nó có màu đỏ. Rồi. Wow. A few moments later. À, anh hái bông bụp nãy giờ anh bị dính lại quyền rồi. Thôi mình đi về đi mấy em ơi. Đi thôi. Đi lẹ dính. Hay. Đây là lá bông tơi nè em. Bây giờ chúng ta sẽ lấy lá thôi, đừng lấy hông nha. Ủa nhà cái gì đem hôi lùi vậy anh Mạnh? Em không biết gì hết á. Cô anh à. Đó. Nó ra màu tím tím đúng không? Ừ. Người ta lấy cái này làm mật viết á. Mà em đang hỏi nhà này cái gì? Trời ơi, cái bông tơi chứ gì. Không biết rồi. Trời em vậy cũng hiểu nó. Thôi giờ phụ anh đi. Okay. Mà anh thấy nãy giờ lật lâu quá, bây giờ mình cắt luôn đi. Đây ha. Ừ, cắt luôn đi, cắt cháo trụ luôn được nữa. Đó. Rồi. Ok nữa nè. Đó anh Mạnh. Rồi em cắt dưới nữa. Đây. Rồi. Em phải mực mũ ra rồi mà anh đi. Mình hái xong rồi, bây giờ mình cắt và nhả nát nha các bạn. Wow, con hái một bọc gì dữ vậy Trang? Dạ, làm nó mới nhiều được nè. Rồi để cô coi đậu bên đây coi. Mạnh với lại Tài hái cái gì vậy? Có trái nữa kìa. Tôi có. Đúng rồi. Hả? Nay đâu phải vô đầu bếp đâu, không hái ra mùng tơm đi nấu canh. Ông cô tôi đi rồi biết. Hồi nhỏ lớn giờ cô thấy làm bông bóng bằng lá bông bụp chứ chưa bao giờ mà làm bằng lá mùng tơi hết đâu. Con làm thử coi nó thành không nha. Ý tưởng là của con đó con, nhưng mà con không chắc thành công đâu nha. Rồi em đâm đi, nhiệm vụ của em là em đâm, còn anh là anh sẽ cắt cho em. Ai cũng có đời có cặp, có mình là lẻ thôi à. Mà các bạn nhớ like cho mình để ủng hộ cho mình chiến thắng nha các bạn. Trời ơi em đâm như vậy là biết chừng nào đấy anh. Trời ơi, đồ đâu đâm trên bàn này rồi gãy bàn luôn á, đem xuống dưới đất đâm. Dạ, đây đây. Con mình thì cắt nhuyễn ra để cho dễ đâm. Là bông bóng thì nó rất là dễ, nhưng mà công đoạn giả nén nó ra thì nó rất là khó nha các bạn. Đừng có em đặt ra. Ok, đặt đi. Mông tơi này nhuyễn cho ông. Tôi hái nhuyễn nhuyễn rồi đó. Anh Minh không mà phụ bên đội mình là anh Minh. Phụ bên đội anh Mạnh. Ủa, tao quên. Trời ơi, đi lấy cái nước kia, lấy cái lượng đi. Ok. Rồi, con nhảy rồi, bây giờ đem vô trong đổ nước vô được. Ừ, chạy vô luôn đi, trên đây, đây cũng mưa rồi nè. Hả?
Ok, đúng rồi đèn em có anh. Thì chúng ta sẽ chế nước vô nào này. Em cầm cho anh đi. Trời ơi, tự nhiên cầm lượt vô làm gì? Ghé từ từ thôi. Đó, sau đó chúng ta sẽ quậy. Đưa cái cho anh. Nhiều đây chưa đủ đâu, chế thêm mới được. Cho tôi miếng nước chế vô nha. Ok, ok. Anh chế vô cho em quậy. Cầm đi, em cầm đi. Cái nhiều lắm, nhiều lắm. Em xin miếng lên mà anh. Ờ, ok, ok. Giờ mình sẽ lượt nha. Wow, ậu của Mạnh nước mùn tơi ra nhất nhợt luôn. Kiểu này chắc bong bóng to dữ lắm đây. Mẹ sao tôi mong nè, bên đây nè. Ôi, bong bột còn nhất dữ nữa. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, bây giờ mình đổ thêm nước mới được. Mùn tơi này là lần đầu tiên mình làm luôn nha bạn. Mình không biết nó thành công không nha. Đó giờ người ta làm bong bóng bằng bong bột. Còn ông á, làm bong bóng bằng cái mồng tơi. Vậy sao làm được? Thành công đẳng cấp chứ. Đúng rồi. Của mình là cái độ nhớt này nó rất là ok luôn rồi đó. Rồi, ê, ê, ăn lại, lại. Được rồi, được rồi. Rồi, đưa ăn cái nào. Ê, ê, đổ, cái là đi ăn cám luôn á, dịch. Đi, đi. Đây, khoa, làm giống nước xăm hết rồi con. Rồi. Wow, đẹp quá à. Ông lấy ra cầm phụ nha. Cầm phụ cho. Ok, ok. Đồ. Khẽ dây luôn. Quá đẹp. Wow, của mình xong rồi. Bây giờ em đi lấy xà bông cho anh đi. Ok anh Mạnh. Anh Mạnh. Đưa anh. Để anh cho. Ừ. Rồi, okay. Có sợ luôn. Rồi, như đây chắc đủ rồi đó. Bây giờ mình sẽ quậy thử nha. Ơi, cái bông bụng này nó chưa hơn dầu ăn cái này Vinh. Từ ơi. Từ, để mở nắp ra. Chơi vô. Vô. Rồi, ok. Rồi sao? Lấy cây, quậy lên. Đây, anh Vĩnh hả? Em quậy lên đi. Của mình lựa xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình chế xà bông rửa chén vô cho nó có nhớt xà bông. Trời ơi! Ôi! Anh ơi! Này, mới thải được của trời xuống này. Trời ơi, nó đang bóng bóng luôn. Quá đã luôn. Ôi, wow. Được anh em ơi. Tụi con thấy đội nào cũng thành công rồi ha. Nữa coi cái đội nào sẽ bự hơn nha. Trang xong chưa? Đây rồi. Hay dữ rồi. Quá. Bước đầu mình làm cái nước bong bóng đã thành công. Bây giờ mình sẽ làm đồ hỏi nha các bạn. Cái này làm là ăn thua nhờ cái nước bong bóng nha nè. Đúng rồi, bây giờ mình rửa tay rồi mình làm cái dụng cụ mà mình hỏi bong bóng đi. Ok, đi. Bây giờ mình sẽ lấy chai nước này làm đồ hỏi nha các bạn. Cái nước này nó hỏi lần nào ví dụ mình đúng đây à. Đúng đây. Không được mà nó xíu à. Trời ơi em không biết gì hết. Lát nữa anh sẽ cắt cái vòng vòng này nè. Lát nữa mình nhúng vô đây nha. Sau đó mình hỏi bằng đầu này nha. Ok, đúng rồi. Bên ông cũng được á, nhưng mà tới bên tôi nè. Sao bên ông có gì? Tôi sẽ chuẩn bị một con dây. Công dây để làm gì không? Xong rồi, cho cái chìa khóa này vô đây. Ông tính làm gì mà bỏ chìa khóa nữa hả? Ông coi đi rồi ông sẽ biết. Đâu ông làm sao? Tôi sẽ cột lại. Tiếp theo mình sẽ lấy cái nịt. Nhẹ. Cậu lấy trước đi. Rồi cái đồ hỏi của mình xong rồi nè. Có chìa khóa này làm gì anh Minh? Cái chìa khóa này á, để cho trong đây cho nó nặng để dưới chứ không thôi lại lơ lửng đi hạnh công dây trên nè. Mình làm bằng cái móc, bây giờ mình sẽ bẻ thành hình tròn nha các bạn. Của mình làm xong rồi nè các bạn. Nhưng mà cái thao này nó nhỏ quá cho nên mình phải lấy cái thao khác. Cắt chai ra nha các bạn. Sao nghe mình sẽ thua hoài với anh Mạnh. Trời ơi, em lộ hổ em thế gì ạ? Anh thấy không? Người nào làm cái đồ hỏi bóng người chồng quá. Mình có chút xíu à. Em có tin tưởng hả anh không? Không. Nope. Không có tưởng hả? Không. Rồi. Em nói em không tin tưởng anh được mà, thấy chưa? Nope. Rồi bây giờ ba đội mình bắt đầu thi một lượt đi. Covid tôi chấm điểm ai bự nhất nha. Đó. Bây giờ mình sẽ nhúng xuống nha các bạn. Rồi mình sẽ nhúng bằng cái này. Riêng của mình thì mình làm bằng mùn tơ nha các bạn. Tài hỏi tài. Wow, hỏi luôn. Wow! Thấy chưa? Nó khác nha. Wow! Wow. Vậy là tôi thấy đội của Tài là bự hơn của mình rồi đó. Tài tài lỗi kỹ thuật thôi. Cho em bằng nữa. Wow! Trời ơi!
bóng bự vậy luôn á. Em làm lại nè. Sao được hay vậy ta? Sao được hay vậy? Trời ơi, ngon quá. Đi ra đi. Thôi, ở nhậu với Tài. Nè, có nè. Ôi, không được rồi. Được rồi, được chưa? Giờ mình chơi kiểu mới, mình không hỏi nữa, mình lui gì sao luôn. Nè, anh em coi một hỏi nè. Coi nè. Bùng tơi nó có thể làm nên kỳ tích đó các bạn ơi. Các bạn không tin các bạn thử đi. Vậy là bằng tôi làm cái bằng bấm này tôi lý rồi con ơi. Từ từ thôi. Đâm vô, đổ thử đi không. Từ từ thôi. Các bạn coi, chỉ hai người kết hợp lại nè. Mày chơi tao. Mày chưa? Sao tao đi ơi. Rồi, thôi đi. Từ từ. Đá. Mình chơi nãy giờ mình rút kinh nghiệm nha các bạn. Cái quan trọng nhất của cái hổ bông bóng á, một á là cái đầu hỏi, hai á là cái nước đi thổi nha các bạn. Giờ không còn chơi mình tơi của tôi nữa không? Mình thì không. Sợ tôi cái gì, mình nói thiệt các bạn nha. Đây là lần đầu tiên mình thổi bong bóng mà đông người mà vui nữa các bạn. Thiệt luôn á. Con thấy cái nước mần tơi của con nó cũng tương đương với lại nước phòng bập này luôn á. Rồi thôi, cái mà thổi bong bóng bự hôm nay đã thuộc về Trang. To nhất. Mà mình đâu chiến thắng đâu. Ở biết đâu, thấy dây cho vui mà. Ừ, đúng vậy. Rồi, con xứng đáng được thưởng 200 trang. Hôm nay Trang tự lực cánh sinh nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ để mình thắng cuộc chơi này. Wow, mình được 200k luôn nè. Ai chia cho con đi. Công sức của chị Trang làm rồi, chia cho con 1k mà. Chia đi. Thì sao con ráng làm bự lên đi rồi con chiến thắng nha.